Chào mừng tất cả các bạn khán giả của Vietnam Esports TV đã quay trở lại với MSI năm 2021. Người thì ANG đã có một tình huống đánh cực kỳ xuất sắc tại Baron. Họ có thêm hàng loạt những cái mà hạ gục. Chỉ tiếc một điều là lệnh sóng ngầm đó không giữ chân được Ghost lại, cũng như Showmaker đã rất tỉnh trong việc né khỏi lệnh sóng ngầm đến từ Gray. Và chung quy lại bên phía của ANG chỉ có thêm 2 mã hạ gục, không chính xác là 3 mã hạ gục với chiều cuối thì Galai ta có double kill. Easy. Đây là một trong những độ mà tôi rất là đáng ghét, tại vì cái thời điểm tôi biết mới biết cái tên Mad Lion là hình như là hồi cuối năm trước thì phải. Lúc đó là như đứng hạng gì, che mặt cái gì, tôi không hiểu tại sao che mặt. Ôi ơi, còn làm kiểu nữa, màn hình thì hư không lo sửa, tôi không hiểu nổi lắm. Để khiến cho Babu từ nãy giờ vẫn có thể kiểm soát được nửa cánh trên, mặc dù đúng ở trong cấm và nhọn Mad Lion họ là lại bâu nữa, bâu hoài. Đáng mình lỗi mà cứ bâu hoài. Từ từ bình tĩnh, anh Dung bình tĩnh. Game mà máy móc mà, có phải là con người hoàn chỉnh như anh em mình đâu. Anh em mình là không khuyết điểm. Thì có thể thấy như vẫn tiếp tục là máy của KZ à. Lại máy của ông nội này. Hello. Sao không mấy người khác chào, cái gì máy hư lo sửa đi. Tôi không hiểu nổi lắm, tức nghĩa là có vấn đề ở trong game trước thì đâu có cái chuyện gì đâu, đúng không? À, cái logo trên ngực phải của KZ giống logo của YouTube ha. Kiểu hai người đường trên tấn công đẩy vào bên trong tường, ngay lập tức thả mưa tên lửa ra. Barbader đang đứng trên mưa tên lửa và anh ta sử dụng cái mũi khoan nữ thần, nhưng tử thần chọn anh ta và chắc chắn là màn hạ gục sẽ không có cho các thành viên của Mad Lion. Rồng đã có và dành cho các thành viên của Mad Lion, và con rồng nguyên tố chính ở trong bán thi đấu này sẽ là con rồng nước, sẽ là con rồng nước mà thôi. Xin lỗi các bạn, nhưng mà hiện tại màn hình của tôi nó không có cái signal gì hết trơn rồi. Sau khi con rồng đó ăn thì không biết đội hình đến từ bên phía của Mad Lion có tấn công tiếp vào khu vực đường dưới hay không. Hiện tại thì tôi với anh Trung vẫn đang có một cái màn hình đen phía trước, chỉ nghe được những cái tiếng mà thôi. Thưa các bạn, chúng tôi đang được quay trở về ở thập niên 1900 hồi đó, màn hình đen hoàn toàn và tôi không nhìn thấy gì cả. Và một tí xíu lỗi kỹ thuật đến từ bên chúng tôi luôn. Vẫn đang đợi. Rồi, come back rồi. I'm come back baby. Một pha mà anh ta tốc biến thoát khỏi cú gầm em. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Có bị điểm yếu như là con bài Morgana hay là con bài Rumble, anh ta có đủ khả năng để có thể chống cự. EK như là trước đó họ cú móc vào tường rất tốt. Biro và móc vừa rồi Biro nha, cảm giác như là ta đang không có cái phong độ thi đấu tốt ở trong những ngày thi đấu vừa qua. Ken nhìn không cứu được đồng đội của mình cũng như chẳng đe dọa được đối phương, và bây giờ khi mà rồng này ra, EK rất khó để giữ nó. Mất đi cho mình đó một thành viên, một vị tướng có khả năng mở giao tranh đến từ bên phía của DK. Showmaker tấn công và hỗ trợ của phía đối phương. Sát thương của ta gây ra là nhiều tốc biến dứt điểm đến từ Ghost. DK rất khó để giữ nó. Nhưng mưa tên lửa để có thể phản công ngược trở lại quá triệt để. Hanabi phía bên kia. Đó, chạy lại chim. Rồi, đã phải nằm xuống. Một điểm trừ nhỏ dành cho anh ta. Cái W của anh ta nổ vào chim. Nó khiến cho tôi không thể nào nhìn thấy được là nó màu xanh màu đỏ. Tức nghĩa là tôi không biết là Silas cướp hay là Rumble đã thả mưa tên lửa đó. Và khi tôi nhìn thấy màu xanh, tôi đã hiểu được là đó là một cái thảm họa hoàn toàn cho NBG. Một cái tình huống mà tôi nghĩ rằng phần nào đó bên phía của Mad Lion đã khai thác được cái trận đấu giữa Cloud9 với lại BG. Oh shit, I will not falter. Oh shit. Babu tốc biến gõ vào trong cái hạt hồi phục để anh ta đổi. Có thể hồi phục và ăn không nổi rồi. Quay đang tới, có thể giữ chân Babu bên đây. Tàn khốc, cú nền tàn khốc và tiếp theo lượt sát thương tới Raider trước điểm đối phương. Đồng ý. À, khi mà áp lực ở hai bên cánh không có nhiều, chủ động tốc biến là dầm nhảy tên lửa cũng nhanh. Nhưng mà giật ngược trở lại, kéo cái đầu lại, cộng thêm cả thủy lô tầm diệt nữa, bất tỉnh trên đường bay. Lâu nay họ đứng rất xa con rồng này. Lâu nay cân nhắc rằng mình không có đủ cơ sở, tại vì họ và Nico vẫn đang bị dí theo mà thôi. Đó là một tình huống cầu sắm chuẩn xác. Chạy đời không đen, tốc biến lên đến từ Amut. Anh ta bật cái chim con cú lên và ngay lập tức anh ta vẫn đang tiếp tục nhá hàng của đối phương. Chim nhưng cánh đối phương chim cánh cục. Chim cánh cục, à sorry các bạn, chim cánh cục. Và đáng tiếc là Nico vẫn có thể sống được, nhưng quan trọng là cái nhà lính khu vực đường giữa nó sẽ là còn vấn đề thời gian. Ê chưa nha, tôi gáy hơi sớm. Để xem nào, phát hiện mấy con lính nó báo cho Amut anh ơi nó ở đây nè. Và chắc chắn là Amut biết được bên trong đó có ai rồi.
không có cửa đâu có thể chạy. Chết rồi, em cần uống chết chắc rồi. Anh ta thoát hết được bộ kỹ năng của anh muốn hay không đây? Đi coi đang cố gắng tẩu thoát, anh ta đang làm hết tất cả những gì có thể thoát. Liệu anh ta có thể thoát được hay không đây? Anh ta thoát được hết, nhưng mà là hết một kiếp người. Mà đi coi nằm xuống, mà hạ gục dành cho người chơi đường trên bên phía của Mad Lion. Một pha giao tranh rất dài hơi diễn ra với rất nhiều phép hỗ trợ được cả hai đầu tư, và Blaber cũng đã phát huy tác dụng của một cái đồng hồ cát, mặc dù anh ta còn rất là nhiều máu nhưng vẫn đảm bảo lượng máu tồn tại của anh ta được. Một pha xử lý rất tốt với sóng âm vô hình cước cắm mắt hộ thể, tốc biến độ long cước quạt truy phản kích, và Gala đã không thể nào sống sót khỏi cái cơn mưa Katia được trích đơn mục tiêu đến từ Sven. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây để nó biết ông chủ chính là ai đây.